Đây là một cái lá bắp cải đã trụng xong bạn, mình bỏ miếng thịt vào rồi mình cuốn lại các bạn. Rồi mình đây mình lấy cái này mình nhúng vô trong đây các bạn, và mình sẽ bỏ vô trong một cái chảo để mình chiên nha các bạn. Rồi đó. Bây giờ mình chiên có muốn xong các bạn, đây nè bạn, nó cái màu khá đẹp bạn. Bữa nay mình sẽ làm món ăn với cái bắp cải này các bạn, cái này là lá của bắp cải các bạn. Bây giờ mình sẽ đi luộc cái bắp cải các bạn. Giờ anh bắt chảo nước lên mình luộc bắp cải các bạn. Nước đã sôi rồi, mình đi bỏ mấy bắp cải vô các bạn ơi. Đây bắp cải mình cũng luộc xong rồi các bạn. Đó các bạn. Luộc xương nước cho nó mềm rồi các bạn. Để hồi mình đi làm món nó dễ làm hơn bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi sắc rau bạn. Chuẩn bị mớ hành tím bạn. Lá với khoai tây. Rồi bây giờ mình đi sắc nó bạn ơi. Sắc hành lá với các bạn. Sắc cái ngọn thôi bạn, còn cái gốc nữa mình chừa lại bạn. Tím mình lá mình cũng sắc xong bạn. Có củ khoai tây nhưng mà mình không có xài nên mình không có sắc bạn ơi. Mình có mua một miếng thịt heo bạn, thịt xay các bạn, với một miếng chả cá. Rồi bây giờ mình tiến hành mình sẽ đi ướp nó nha các bạn. Giờ miếng chả cá này vô chung luôn. Rồi mình sẽ đổ cái hành ngò này vô hết luôn các bạn. Ướp hành ngò này vào luôn. Đó. Rồi các bạn thêm một mớ khô vô các bạn. Đó. Ở đây là bột nêm, 2 muỗng cà phê bột nêm các bạn. Đây là bột ngọt bạn, 2 muỗng cà phê bột ngọt luôn bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thêm một muỗng cà phê tiêu vô nữa bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên nha bạn. Mình đã trộn xong các bạn. Bây giờ nãy giờ mình cũng đã để nó cũng có khoảng 15 phút rồi, bây giờ mình làm món nha bạn. Đây là một cái lá bắp cải đã trụng xong bạn, mình bỏ miếng thịt vào rồi mình cuốn lại các bạn. Mình cuốn lại như vậy các bạn. Mình làm như vậy các bạn, mình cứ bỏ miếng thịt vào rồi mình cuốn nó lại. Đó. Vậy là xong bạn. Lá này cũng vậy. Sẽ bỏ miếng thịt vào. Rồi mình gấp nó lại. Đó, vậy là xong bạn. Rồi bây giờ mình làm xong quay tiếp cho bạn xem nha. Bây giờ thì mình cũng đã gói xong nè các bạn. Đây. Rồi bây giờ mình tiếp tục bạn ơi. Mình có chuẩn bị 2 trứng hột gà bạn. Bây giờ mình sẽ đập nó vô bạn. Đây. 2 cái trứng hột gà vào. Rồi bỏ vô một muỗng cà phê bột nêm với muỗng cà phê tiêu các bạn. Rồi chúng ta sẽ thêm vô một xíu bột bạn. Rồi mình đánh nó lên nha các bạn. Mình đã đánh xong bạn. Mà mình không có đánh bằng đũa, mình đưa vô máy xay sinh tố các bạn. Mình đánh cho nó mau. Rồi bây giờ là làm món thôi các bạn. Rồi mình đây mình lấy cái này mình nhúng vô trong đây các bạn.
Rồi mình sẽ bỏ vô trong một cái chảo để mình chiên nha các bạn. Rồi đó. Mình vậy đó bạn. Tiếp tục đó, mình cũng vẫn nhúng rồi mình cứ thả nó qua bạn. Tiếp tục mình cũng nhúng vậy đó bạn. Rồi mình cũng thả nó qua bánh nữa. Bây giờ mình chiên có muốn xong không bạn? Đây nè bạn. Nó cái màu khá đẹp bạn. Rất là đẹp luôn bạn. Rồi mình chiên chút nữa là xong bạn ơi. Xong rồi bạn. Mình thấy màu khá là đẹp bạn. Màu vàng tươi luôn bạn. Bữa nay mình học món lạ bạn. Mình xay các bạn. Cộng thêm chả cá mình nhồi với nhau. Rồi mình cuốn với bắp cải mình chiên bạn. Bữa nay mình ăn thử hay sao bạn. Trứng thì nãy còn dư bạn. Mình trụng bắp cải các bạn còn dư nên mình chiên luôn bạn. Nghe bạn. Bạn thấy không bạn. Mình dạch ra rồi bạn. Nó cái thịt khá ngon các bạn. Bây giờ mình ăn thôi bạn ơi. Mình có đem thú chén nước cương các bạn. Mình vừa ăn thì mình khỏi chấm, còn không vừa ăn thì mình chấm các bạn. Đây mời các bạn ăn mình nha. Mình ăn không thử em. Khá là vừa ăn các bạn. Cái này mình ăn với cơm á thì mình thêm nước chấm nước tương bạn. Còn mình ăn không thì là vừa ăn lắm bạn, rất ngon bạn. Đây là bắp cải bạn. Khá ngọt bạn. Giờ này cũng 2 giờ chiều bạn. Mới ăn cơm trưa xong nên mình không có ăn cơm. Mình quay cho bạn xem mình ăn vài miếng nữa các bạn. Còn để lại chiều mình ăn sao các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Làm chỗ này ăn không ngán bạn. Khi mình làm như cụa có nước thì nó hơi ngán ngán chút bạn. Này ăn ngon nè bạn. Trứng gà nãy mình còn dư các bạn. Mời bạn nha. Khá ngon mà. Miếng thịt rất thơm bạn. Thịt heo bạn vô nó rất là dai rất ngon bạn. Nè ăn cơm ngon lắm bạn.
Nãy mình no quá nên mình không ăn cơm bạn. Nay bạn làm ăn cơm ngon bạn. Bạn gói đẹp đẹp kỹ một chút rất đẹp bạn. Còn nãy mình gói đại bạn. Sao nãy mình cuộn tròn cũng được bạn. Mình gói vuông cũng được. Theo nghĩ cuộn tròn nó dễ gói hơn bạn. Dễ chiên hơn. Béo không? Hết hồn luôn bạn. Theo mình làm món này món kia, bữa nay mình làm món này ăn cho là lạ này ngon bạn. Mời bạn uống cà phê giảo bạn. Này nè mình cũng gấp nè bạn. Nhận lửa hơi lớn. Có các bạn lăn trứng á, nhận lửa nhỏ nhỏ mình chiên các bạn không bị khét. Còn các bạn không có lăn trứng thì mình nhận lửa lớn mình chiên vẫn bình thường bạn. Còn nãy mình lăn trứng đó mình nhận lửa lớn. Mình chiên có 2-3 miếng này nó bị dính mà trứng đó bạn nó bị khét. Mình cố gắng mình tranh thủ mình làm sớm để hồi chứ mình không có thời gian các bạn. Cái đến tối nữa. Tại bữa nay cũng 17-18 Tết rồi. Nên công việc nó khá là lụ bu luôn các bạn. Mình cố gắng mình tranh thủ mình quay clip đều đều cho các bạn xem. Khi mình làm nó còn bị có thiếu sót gì các bạn thì các bạn bình luận góp ý giúp mình nha. Nói chung đôi khi mình cũng món này mình cũng mới học bạn. Cái này mình làm cũng chưa có thể gọi là thành công không bạn. Có các bạn nào mà biết làm món này nữa làm hay hơn thì góp ý cho mình. Còn mình thấy mình làm gì thì nó cũng khá là ngon. Nhưng mà cái bắp cải mình có thể quấn tròn cũng được, không phải quấn vuông nha các bạn. Tại nãy mình quấn vuông cục bự cho mau các bạn. Quấn tròn cái kiểu cũng giống như là mình nấu cù lao bạn, rồi mình có luộc cái miếng cộng hành mình buộc lại cũng được bạn, cái đó khá đẹp. Còn mình thì nãy mình gói cái hình vuông, chứ theo mình nghĩ mình gói hình tròn cũng được bạn. Ăn thì này là khá ngon các bạn. Rất dễ ăn, rất ngon. Bắp cải rất ngọt. Cộng thêm thịt nó khỏi nói là quá ngon. Video mình ở đây cũng kết thúc bạn. Nãy giờ mình ăn nó cơm mà bạn no. Nên mình ăn được 3 cái bạn. Hôm nay một hồi nữa mình chiều bạn cỡ 5-6 giờ chiều mình làm công việc xong mình ăn cơm. Mình sẽ ăn nó tiếp tục bạn. Còn bạn xem video của mình, thấy video của mình hay hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình nghe bạn. Để cho mình có thêm nhiều cái động lực. Đó cũng như là một cái tinh thần để tiếp sức cho mình tìm ra thêm cái hay, cái mới gửi đến cho các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo bạn. No quá. Giờ vô mình phải nằm nghỉ chút xíu bạn. Mới vừa ăn cơm xong bạn là mình làm luôn. Làm giấc này chắc cũng cỡ 1 giờ đó bạn. Tranh thủ mình ra trước mình buôn bán vào mấy ngày Tết này. Mình buôn bán thì công việc ai cũng vậy chứ không phải riêng gì buôn bán. Chủ yếu là có mấy ngày này các bạn, mình cũng phải cố gắng chích xích chút xíu thời gian nhỏ nhỏ để mình làm cái thao tác nấu nướng hàng ngày của mình cũng vậy, gửi đến cho các bạn. Nó cũng là cái động lực, cái tinh thần các bạn, giúp cho mình có thêm nhiều cái sáng kiến mới. Mình luôn tìm tòi, mình học hỏi những cái mới bạn. Những món nào ngon, món nào dở, món nào cũng hay mình gửi đến cho các bạn. Các bạn xem video của mình, các bạn thấy
cái video này nó hay, cái video này nó không hay, vậy đó. Các bạn bình luận cho mình để cho mình có thêm được cái nhiều cái kiến thức mới ha, để mình tìm tòi, mình chỉnh sửa, mình làm cho nó hay hơn các bạn. Mình vô nghỉ các bạn ơi. Chắc này nó hơi mềm chứ chút xíu, phục và chút xíu nữa là nó sẽ ồn ào nữa các bạn. Mấy ngày Tết ở chợ trước khi buôn bán các bạn có nói thì rất là đông luôn các bạn. Chào các bạn ơi. Nói nhiều.